Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang Trần Quang Hiền vừa cho biết bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh đang có diễn biến phức tạp. Số ca bắt đầu tăng mạnh từ tháng 2 cho đến nay và hiện chưa có dấu hiệu giảm. Đến nay, toàn tỉnh có 10 trên 11 huyện, thị xã, thành phố có số ca mắc sốt xuất huyết tăng vượt trên 100% so với cùng kỳ, với 1.311 ổ bệnh ở 143 trên 156 xã phường thị trấn, chiếm 91,6% tổng số xã phường thị trấn trong toàn tỉnh. Trong đó, 5 trên 11 huyện, thị xã, thành phố có số ca mắc tăng trên 500% so với cùng kỳ, gồm thị xã Tân Châu, các huyện Châu Phú, Phú Tân, An Phú, Tịnh Biên và Thoại Sơn. Hiện toàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp tử vong do mắc sốt xuất huyết. Theo Giám đốc Sở Y tế An Giang, số ca mắc sốt xuất huyết của tỉnh đang cao nhất trong số 13 tỉnh thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long và đứng thứ 2 ở khu vực phía Nam sau thành phố Hồ Chí Minh. Dự báo thời gian tới, ở An Giang có thể ghi nhận khoảng 500 ca mắc sốt xuất huyết mỗi tuần, vào tháng 7 có thể vượt 1.000 ca mỗi tuần.